Ai rồi? Đây nè, măng cục. Có măng cục đâu ta? Măng cục đâu? Ủa, gì đó con quên rồi. Quên măng cục rồi. Chàng ơi, nãy giờ lay quay rồi cái món quan trọng nhất thôi, thôi, mà. Thôi tắt đi chợ, khúc này đừng quay. Quên rồi. Món quan trọng mà con quên. Ủa rồi giờ sao? Thôi giờ vậy đó, đi làm cái món gỏi đơn giản ăn đi. Đúng rồi, chuối luộc được. Gà đi. Thôi luộc gà, cho chấm với muối tiêu, muối tiêu chanh ăn cái rồi. Đó thì nó quá bình thường rồi, bây giờ quay lên TikTok ai mà coi. Cái hot trend bây giờ là gỏi gà măng cục. Phải là măng cục gỏi gà người ta mới coi. Đây, để search trên mạng coi. Nó bán online, mình kêu nó ship tới. Đây nè. Search cái có liền. Đây, gỏi gà măng cục xanh 700 ngàn một ký. Má ơi, thôi dẹp đi. Ui, tự nấu đại đi con ơi. Ăn gì cũng được đi mà. Nhưng mà phải có cái gì lạ lạ. Mình quay TikTok mới hấp dẫn người ta. Tự nhiên người bóp gỏi chuối rồi luộc gà, ai mà không làm được trời. Ở trên mạng bây giờ người ta đang có cái hot trend là gỏi gà đủ thứ bông á. Gỏi gà măng cục nè, gỏi gà hoa phượng nè, gỏi gà bông giấy nè. Ấy, mình làm bông gì khác đi ta. Bây giờ làm bông mồng tơi được không? Hôm qua đi ngang nhà ông Năm á, trời ơi, thấy ông trồng nguyên một vàng mồng tơi. Trời ơi, nó xanh ung luôn mà nó tươi thiệt là tươi mà nó đang có bông. Có lý. Làm mà thành công á là phải đi qua mà tạ ơn ông Năm á nha. Thì mình mừng xong mình sẽ ra mấy mình mời ha. Rồi đi. Bây giờ quay đi, quay. Ai quay? Ba quay luôn đi. Đi mắt. Vừa đi vừa quay hả? Hay là tới đó lúc mình bức mới quay? Bắt đầu bức là quay. Rồi. Ôi công nhận nghe. Ôi. Đó. Bông mồng tơi. Hai đứa em và má của em xin bông mồng tơi, đúng không rồi? Trời ơi, để về làm gỏi gà nè các bạn ơi, mọi người ơi. Rồi. Trời ơi là nhận. Trời, ta nói ông Năm mà không biết mà mình cho. Dạ. Tụi em là xin bông mồng tơi của ông Năm. Trời nhưng mà má ơi, má con công nhận nghe má. Trời ơi, con công nhận má còn hơn diễn viên kêu bằng ngôi sao nữa đó. Ôi má kéo dài thời gian, xong má nói đông, nói tây, nói nhăn, nói cụi, nói tùm lum tùm la để cho đánh lạc hướng. Kêu cái bây giờ người ta có cái từ là thao túng tâm lý ông đó, Năm. Cho nên ông không có để ý con gì bẩn, tụi con bức đã tay luôn. Từ má nói cho tụi con nghe phan rồi đó. Dạ. Hồi nào bây giờ là má không có diễn xuất hay là chỗ tài gì hết trơn, giấu lâu rồi. Nhưng mà giờ biết làm sao, tất cả là gì? Cái món gỏi gà bông mùng tơi. Dạ, như vậy là tụi em sắp có một món mới trên mạng là gỏi gà bông mùng tơi. Rất là ngon, ăn rất là bổ dưỡng. Xin chào. Chờ đợi cho chúng em có cái món gỏi gà bông mồng tơi nha. Chúc cả nhà ngon miệng. Tắt đi, mỏi tay quá. Rồi tắt. Giờ là má của tôi đang xé gà. Má tôi xé với bà bạn của tôi. Má cười đi má. Đó, bà má chồng tôi và bà bạn già tôi. Cười đi mở. Đó, hai người đang thăng thoát xé gà. Không nhận bà Mẫn, bà mua con gà ngon bà Mẫn ơi. Lâu lâu bà quay ngược cái camera vô cái mặt bà cho người ta biết bà quay. Quay sao? Quay ngược lại. Quay ngược cái máy lại. Ờ đó vậy đó. Hai. Sao không quay ngược quay kia trời. Đúng rồi. Wow. Vậy là món gỏi gà đã xong. Xong. Wow, xong rồi, xin mời. Ý được cái miếng thịt. Bông mồng tơi hả? Ngon dễ thổi luôn, ngon lắm. Ôi cái này đó giờ lạ ghê nha, dở hả? Trời ơi, trời. Ngon quá. Quá mà. Lạ ngon, hót nghe luôn á. Tinh mắm con bảy là ngon quá con. Bảy là bông mồng tơi ăn thật. Thấy chứ còn rồi. Ngon rồi. Sao má thấy trong người má nó sao á con? Má toát mồ hôi luôn á. Má làm sao? Con thấy gì đâu, ngon quá trời ngon. Bình thường à?
sao anh đây tại ăn nhanh quá nó non cái gì ôi cha trời nó bồn chồn quá. Thì tại vì mình đói bụng quá rồi mình ăn thấy nó khó chịu. Tức vậy á. Sống lúc 21:30 thứ hai, thứ ba hàng tuần bắt đầu từ ngày 23 tháng 10 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.